Sự thật chấn động về mối tình giang dở của Đường Tăng và nữ vương Nữ Nhi Quốc. Tây Du Ký có 81 kiếp nạn, thế nhưng 80 kiếp Đường Tăng luôn nhận được sự tương cứu của ba đồ đệ. Duy chỉ có một kiếp nạn là ông buộc phải tự mình vượt qua, đó chính là cửa ải Nữ Nhi Quốc. Đây được xem là một kiếp nạn khó nhất trong số 81 kiếp, bởi khác với những yêu quái khác dùng thủ đoạn để tiếp cận và muốn ăn Đường Tăng, thì vị nữ vương này lại vô cùng đoan trang, hiền thục, dành cho Đường Tăng tình cảm chân thành, khiến sư phụ của Ngộ Không ít nhiều cũng có chút rung động. Trong phim có thể thấy, nhà sư đến từ Đông Thổ Đại Đường đã thật sự cảm nắng với vị nữ vương này, và qua các tình tiết như đi thưởng hoa cùng nhau những 3 ngày, khi được nữ vương đưa về cung, Đường Tăng dù tỏ ra bình tâm, thế nhưng trong lòng vẫn lộ rõ vẻ bồn chồn. Khi được nữ vương tiễn đi, Đường Tăng vẫn ngoái đầu lại nhìn rồi mới dứt khoát đi tiếp. Tình cảm của hai người họ thể hiện tràn đầy trong ánh mắt khi nhìn nhau. Tuy nhiên, chấn động thay, trong nguyên tắc của Ngô Thừa Ân, Đường Tăng không có chút tình cảm nào với nữ vương Nữ Nhi Quốc, mà thực chất đây là một cú lừa do Ngộ Không bày ra. Sở dĩ thay cho họ định để Đường Tăng giả vờ tham gia yến tiệc giúp ba đồ đệ có thể được thông qua sứ điệp, sau đó ra cổng thành, bốn thầy trò liền trở mặt khiến vua quan sửng sốt. Có thể thấy rằng cả đời Đường Tăng có 2 lần nói dối, một lần là lừa Ngộ Không đeo vòng kim cô và một lần lừa gạt nữ vương Nữ Nhi Quốc. Nếu có kiếp sau sẽ gần nhau.